Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Trên tay mình đây là kem vị dâu tây. Để làm được sản phẩm này, chúng ta cần có giấy dán thủ công, bút dạ, kéo cắt và hồ dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.